là chúng ta có thể tạo cho video vào. Ví dụ như anh em ở trên mạng bây giờ X video cái thứ nó đóng hết rồi, nó khóa hết rồi. Và chúng ta không thể ít khi nó xem trực tuyến được, thì chúng ta có thể đào ở trên mạng, hay em có bộ sưu tập của nó rồi, chúng ta có dùng này, chúng ta nạp cái iPhone bằng những cái phần mềm này là chúng ta có thể xem phim được. Đó, xem phim thì ở đây mình nói là GV thôi chứ còn nhiều phim khác đúng không? Chào anh em. iPhone, vâng, lại chiếc iPhone thì rất là nhiều anh em dùng iPhone. Liệu anh em có biết cách mà cóp nhạc, anh em có biết cách giao tiếp dữ liệu từ máy Android sang máy iPhone, anh em có biết cách chép ảnh vào đây, hay là anh em có biết cách lạp nhạc chuông như thế nào hay không? Việc đấy là cái việc rất là khó khăn với những chiếc iPhone, bởi vì nó giao tiếp đâu là dễ đâu. Android thì anh em có thể làm thoải mái, đúng không? Còn chiếc iPhone không dễ một chút nào cả. Thì mình có làm rất là nhiều cái clip mà hướng dẫn anh em cách mà có thể phá khóa iPhone này, có thể khôi phục trường hợp iPhone bị vội hóa ấy. Thì ở trên clip đấy mình có đưa ra cái phần mềm có tên là Bauutun, và cái phần mềm đấy thực ra đã giải quyết được tất cả những cái vấn đề đấy cho anh em. Ngày hôm nay mình sẽ làm clip giới thiệu về cái phần mềm Bauutun cho những anh em nào chưa biết. Những anh em nào biết rồi chắc chắn là sẽ rất rõ về phần mềm đấy, và sẽ nói những cái hay và những cái mà không hay ở cái phần mềm đấy cho anh em biết nhá. Anh em xem kỹ clip này để mình sẽ nói rõ hơn. Việc đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu về cái phần mềm Bauutun nó sẽ là như thế nào và chúng ta sẽ cài đặt như thế nào nhá. Đầu tiên là anh em sẽ nhìn vào màn hình máy tính của mình này. Ở đây thì mình sẽ đã có cái phần biểu tượng của phần mềm Bauutun, nó có giống cái hình lá chắn có số 3 ở đây. Có cái màu là màu xanh màu blue anh em nhé. Đó, phần mềm này thì rất là cài rất đơn giản thôi mà hoàn toàn miễn phí, hoàn toàn miễn phí luôn. Đây này. Anh em có thể lên trên Google, anh em gõ luôn từ Bauutun, trang chủ của nó sẽ là bauutun.com. Đó. Bauutools nhé, thì ở trang chủ nó là bauutun.com, là anh em nhìn thấy không? Hoặc em qua bauutun.com được, ở đây nó sẽ cho anh em đào, và đây là hoàn toàn miễn phí. Sau khi đào xong, cài đặt xong tất cả mọi thứ thì là anh em có thể cắm điện thoại vào và anh em xử lý vấn đề trên đây. Ở đây trên này nó sẽ ghi rõ này. Đó, phần mềm quản lý file này, đào ứng dụng này, hình nền này, nhạc chuông này, Flash, iPhone hay Direct là chúng ta có thể hoàn toàn làm tất cả trong cái phần mềm này được luôn. Thì phần mềm này nó có hỗ trợ cả trên Windows và macOS, thế nên anh em dùng máy tính hệ điều hành nào thì anh em cũng có thể đào và dùng nhá. Trên Linux thì mình chưa thấy có đâu. Đấy, còn là Mac hoặc là Windows anh em đều có rồi. Đó, khi biết đào thì chúng ta cài xong là hoàn toàn nó có tiếng Việt đầy đủ hết, hoàn toàn nó có tiếng Việt luôn. Ngay từ giao diện ban đầu anh em có thể nhìn thấy nhá, nó như có anh em cắm điện thoại vào này, có thể dùng là điện thoại này, máy tính bảng này, hay là một chiếc iPod anh em có thể dùng được hết. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy có khu vực là thiết bị này, ứng dụng này, nhạc chuông này, hình nền nâng cấp hay là Direct hay là hộp công cụ. Đó, anh em có thể nhìn vào đây là anh em sẽ biết hết là nó có thể làm được những cái việc gì nhá. Đấy, như ở trên hộp công cụ có thể là sao lưu hay là khôi phục. Có nghĩa là trong một chiếc điện thoại của anh em mà nó bị lỗi gì đó, anh em phải sao lưu lại, sau đó anh em chạy lại máy và anh em khôi phục dữ liệu. Hoặc anh em đổi máy mới, anh em mua một chiếc iPhone X này, anh em đổi sang iMac thì chúng ta sẽ sao lưu lại dữ liệu ở trên iPhone X và chúng ta sẽ cho sang iMac này. Đó, ở trên này sẽ có firmware hay là bộ nhớ, chúng ta có thể xem được những tiện ích của iTunes. iTunes là ứng dụng của Google, của Apple nhé, thì chúng ta có thể có đầy đủ tiện ích ở đây. Đó, tạo nhạc chuông này, chúng ta có thể tạo chuông hay là chuyển đổi âm thanh hay sửa tab âm thanh đều làm hết, chuyển đổi video, có video về chúng ta có thể dùng được. Cái ứng dụng này nó rất là hay, và ở trên đấy thì chúng ta có thể xem được đầy đủ thông tin thiết bị. Đây, ví dụ nhá, ví dụ này mình sẽ cắm chiếc iPhone X Max ở đây cho anh em xem, cái này rất là hay. À, mà trên điện thoại là chúng ta sẽ không xem được nhiều, đơn giản thôi, cái này là mình hay dùng nhất, hay là anh em thợ cũng hay dùng, có thể xem được tuổi thọ của pin chính xác và sạc được bao nhiêu lần. Đó, ở trên iPhone ấy, trên điện thoại chúng ta chỉ có thể xem được là tuổi thọ của pin này nó là bao nhiêu. Đây anh em này, ở trên điện thoại chúng ta xem được 91%, nhưng chúng ta sẽ không xem được sạc bao nhiêu lần. Ở trên này chúng ta có thể xem sạc bao nhiêu lần này. Quan trọng tiếp theo là chúng ta có thể xem được ngày xuất của chiếc điện thoại là ngày bao nhiêu. Ở đây nó là ngày 4/11/2018. Đấy là chúng ta có thể xem được ngày xuất. Chúng ta có thể xem được thời gian bảo hành ở đây. Đó, thời gian bảo hành, nếu mà iPhone nó còn bảo hành trên hệ thống Apple ấy, thì chúng ta có thể xem được thời gian bảo hành nó là bao nhiêu. Đấy, ví dụ như chiếc máy này nhá, mình không rõ là còn bảo hành hay không, mình sẽ kiểm tra này. Đó. Truy vấn. Ồ, máy này hết bảo hành rồi thì nó sẽ báo là dịch vụ bảo hành đã hết. Còn nếu mà còn, nó sẽ báo là còn bảo hành là ngày bao nhiêu, ngày bao nhiêu. Đó, rất là hay. Ở trên này chúng ta có thể xem được thông tin thiết bị, nó là XS Max 64GB và là màu gold, ai là lao có đang bật hay không. Ở đây chúng ta có thể xem nó đang bật này. Kiểu máy nó là LL, thì nếu anh em không thuộc kiểu máy thuộc nước nào thì ở bên này chúng ta sẽ biết là khu vực bán ở đâu. United States of America này, chúng ta có thể biết đây là máy bán ở Mỹ này. Ví dụ như là máy của Nhật Bản sẽ ghi Nhật Bản, Việt Nam sẽ ghi Việt Nam. Đó, là chúng ta sẽ, nếu mà chúng ta không thuộc cái việc này thì chúng ta sẽ nhìn sang đây chúng ta biết là máy là sẽ ở đâu.
Ở trên này chúng ta sẽ xem được số email, số serial number. Đó, xem về chi tiết là pin nó sẽ là như nào đấy. Ví dụ như ở đây nhá, pin là sản xuất bởi Sanwada này hay là sản xuất bởi Sony này, chúng ta phải xem đầy đủ là dung lượng như thế nào, có sạc hay không. Đấy, chúng ta phải nhìn thấy bản sạc của chúng ta là 2W này, chúng ta xem được đầy đủ luôn. Thời lượng pin hiện tại đó là xem được bao nhiêu. Đó, rất là nhiều thứ ở đây, xem chi tiết về thiết bị ở trên này chúng ta sẽ có phần xem chi tiết về thiết bị, ví dụ như phiên bản BBM, địa chỉ Wi-Fi nhất là như nào. Ở bên này thì có phần xác minh, thực ra là cái phần này nó gọi là có rồi. Bản thân mình thì mình không tin cái phần mềm này, bởi vì cái phần mềm này nó buồn cười lắm. Rất là nhiều anh em tin cái phần mềm này và khi đi test máy cảm thấy nó không yên tâm khi một cái gì đó nó báo đỏ ở đây hay là cái gì đó. Bản thân mình không tin đâu nhá. Đây ví dụ này, ở đây mình có một chiếc iPhone X. Cái chiếc iPhone X này là mình đang dùng. Mình đã thay cái màn hình lại màn hình lô, màn hình gọi là OLED ấy, màn hình GX. Giá màn hình này chỉ tầm hơn 2 triệu thôi. Nếu anh em thợ mua về không thay ấy, mua màn hình không ấy, thì trên Shopee nó bán chỉ đâu tầm hơn 1 triệu. Đó. Thế nên là mình đã thay vào đây, anh em có thể nhìn thấy nhá. Mình hướng dẫn anh em cách xem điện thoại iPhone rất là nhiều. Ở trong phần màn hình nó thay, nó không có chu tông đúng không? Đấy, anh em nhìn thấy nó không có chu tông không? Đó, nhưng mà khi mình cắm điện thoại này vào này, màn hình thay nó ra. Nhưng mà mình phần xem và xác minh nhá. Đây này. Mình xem và xác minh nó vẫn báo là màn hình hoàn toàn bình thường, chưa phải thay, chưa phải thế gì cả. Và vẫn là cho là 100 điểm. Thế nên cái vấn đề này thì mình không hề tin cái phần mềm này một chút nào cả. Anh em nào có tin thì tin nhá. Phần mềm nó báo màn hình thay mà vẫn báo là màn hình zin. Thế là mình không tin cái việc này. Đó, mình nói lại nữa là mình không tin cái vấn đề và xác minh ở đâu nhá. Còn anh em nào tin thì mình không biết, nhưng mình khuyên anh em là không nên tin. Thế nên là để tránh xảy ra hiểu lầm cho những cái máy mà anh em là sử dụng hay là máy mà anh em mua lại của những cái thương gia người ta có tâm người ta làm, đúng không anh em? Đó, tốt nhất là anh em cứ chọn những cái máy theo hướng dẫn của mình thôi. Bởi vì bao nhiêu clip hướng dẫn mình chả hướng dẫn anh em bằng cái phần mềm này làm cái gì cả. Đó. Thì tiếp nữa là cái mình bây giờ mình chỉ nói sơ qua như vậy thôi. Còn tiếp nữa thì chúng ta sẽ cùng sang phần ứng dụng. Ở cái phần ứng dụng này ấy, thì có một cái vấn đề, cái này thực ra chỉ anh em thợ hay dùng thôi. Ví dụ như chúng ta có thể cài những ứng dụng này nhanh. Trong trường hợp iPhone chúng ta kết nối Wi-Fi chúng ta lười, chúng ta có thể cài sẵn ở trong máy. Lần sau chúng ta cắm iPhone mới và chúng ta cài lại. Cái này mình không nói nhiều nữa. Nhưng cái mà hay nhất ấy, chúng ta sẽ ấn lại thì mình sẽ bị ở phía này có nhạc chuông hay phía này có nhạc chuông ấy. Cái này là cái hay nhất. Ở đây nhá, chúng ta có một cái kho nhạc chuông mà Bluetooth người ta đã làm sẵn cho chúng ta rồi. Để chúng ta có thể down về. Đó, chúng ta có thể nghe thử ở phía bên này. Đây nhá, mình thử down phần bài Emma nhá, chúng ta chỉ ấn nút down thôi. Là nó sẽ nạp, là nó sẽ import tự động vào điện thoại mà mình đang cắm như này. Hoặc là anh em có thể tự tạo cái bản nhạc chuông của mình thích. Tự tạo bản nhạc chuông mình thích cũng rất là đơn giản. Đấy. Đấy nhá, mình thử cho anh em xem này, ấn vào phần thiết bị này và ấn phần nhạc chuông này là chúng ta có thể nhập chọn file và chúng ta sẽ chọn cái file nhạc mà mình thích để chúng ta nạp nhạc chuông vào. Bởi vì nếu anh em làm trên điện thoại đâu có dễ đâu. Làm trên điện thoại nó không hề dễ cái việc là tí nào cả. Trên Android thì anh em thay nhạc chuông thoải mái, trên iPhone đâu dễ việc đấy đâu. Đó, thế là chúng ta có thể là tạo nhạc chuông bằng cái phần mềm này được luôn. Tiếp nữa là chúng ta có thể tạo cho video vào. Ví dụ như anh em ở trên mạng bây giờ X video các thứ nó đóng hết rồi, nó khóa hết rồi. Là chúng ta không thể ít khi chúng ta xem trực tuyến được thì chúng ta có thể download ở trên mạng hay anh em có bộ sưu tập của nó là chúng ta có dùng này chúng ta nạp với iPhone bằng những cái phần mềm này là chúng ta có thể xem phim được. Đó, xem phim thì ở đây mình nói là GV thôi chứ còn nhiều phim khác đúng không? Nhưng bây giờ anh em có thể xem trực tuyến được nhiều rồi, không quan trọng. Đó, những phim bình thường có thể xem trực tuyến được rồi. Là chúng ta có thể nạp phim vào được này hay là ở đây là chúng ta có thể nào cho nhạc vào iPod. Thì rất là nhiều anh em dùng iPhone nó có ứng dụng iPod, thực ra cái ứng dụng này nó nghe nhạc rất là hay. Nó nghe nhạc hay hơn rất là nhiều so với việc anh em nghe trực tuyến. Nếu mà anh em nào chuyên nghe nhạc nó có sẽ ứng dụng iPod này. Đấy, nghe nhạc rất là hay nhưng mà đâu nạp phải dễ đâu, có phải là anh em copy như USB đâu. Mà anh em phải dùng những cái phần mềm chuyên biệt để anh em copy, ví dụ như iTunes của iPhone. Nhưng mà mình thích cái phần mềm này bởi vì rất là dễ, ví dụ ấn vào nhạc này, xong chúng ta ấn vào nhập vào để chúng ta chọn tập tin hay chọn thư mục là chúng ta có thể nạp vào nhạc vào nhá. Cái việc này là dễ này, hay là việc ảnh thôi. Cái việc chúng ta sẽ ấn vào ảnh này chúng ta xuất ảnh ra ngoài. Hay là chúng ta nhập ảnh vào trong là chúng ta đều làm được hết. Có nghĩa là chúng ta có thể copy ảnh từ iPhone ra ngoài hay copy ảnh từ ngoài vào iPhone để chúng ta xem. Cũng rất là dễ bởi vì việc copy ảnh từ iPhone ra ngoài thì nó không khó rồi. Đấy, nhưng copy ảnh từ ngoài vào iPhone nó mới là khó thì cái phần mềm nó sẽ làm được việc cho đấy cho anh em. Anh em nhiều anh em nó có thể dùng online, chuyển qua Zalo các thứ mình không biết, nhưng có thể là dùng được copy những cái bức ảnh chất lượng cao hơn để vào đây xem này. Hay là cái quan trọng nhất là chúng ta có thể cho cái danh bạ của chúng ta vào được. Đấy nhá, ví dụ chúng ta khôi phục danh bạ là từ những cái file VCF này. 3UC hay là CSV từ những chiếc máy Android hay là từ những máy BlackBerry hay một chiếc máy nào đó mà chúng ta muốn copy danh bạ vào iPhone đâu phải dễ đâu. Chúng ta chỉ có một cách copy duy nhất, thứ nhất là qua Google hay là chúng ta có thể qua những ứng dụng như là tài khoản những cái như là SIM hay những ứng dụng đám mây. Nhưng mà cái việc mà chúng ta không thể làm xuất được ứng dụng đám mây, chúng ta không biết dùng ấy, thì chúng ta có thể dùng cái phần mềm này chúng ta copy qua file VCF nhé, là chúng ta có thể copy được danh bạ nhé. Đó, rất là hay cái việc đấy. Đây chúng ta có thể nhìn thấy phần mềm nữa, chúng ta ấn vào thiết bị lại lần nữa này, chúng ta nhìn thấy phần sao lưu và khôi phục. Ở đây thì chúng ta có thể sao lưu thiết bị của chúng ta vào đây được. Ví dụ tôi vào máy tính này. Bây giờ anh em có thể vứt máy tính đi, anh em không có đám mây gì cả, anh có dữ liệu rất là nhiều, anh em có khoảng 100 GB ở trong điện thoại. Đám mây bây giờ chúng ta phải thuê mất tiền. iCloud ấy là chúng ta phải thuê mất tiền, đâu phải không mất tiền đâu.
như chúng ta để lưu vào máy tính này, chẳng may anh em mất điện thoại hay điện thoại anh em khẩu hỏng không thể khôi phục được, thì cái việc này chúng ta mua một chiếc điện thoại mới, chúng ta cắm vào đây và chúng ta sẽ khôi phục lại cái dữ liệu đây nhá. Ví dụ như mình lưu rất là nhiều điện thoại của mình ở đây này, có cái thì 11GB, có cái 5GB, có cái thì 3GB này, mình muốn khôi phục thì mình chỉ ấn khôi phục thì nó sẽ khôi phục lại toàn bộ dữ liệu ở trên chiếc điện thoại cũ của mình vào đó. Cái này rất là hay, mình thích cái việc này. Hay đơn giản những cái việc mà chúng ta có thể nâng cấp firmware, hay là chúng ta cứu những cái chiếc máy chúng ta bị treo cáp, hay là chiếc máy của chúng ta bị vội hóa, là mình đã có clip hướng dẫn anh em cách làm cái việc này rồi, bằng cái phần mềm này rồi, cũng rất là dễ và đơn giản thôi, đúng không? Là chúng ta có thể khôi phục cái gốc này, chúng ta có thể phá trong trường hợp máy của chúng ta là bị vội hóa này, là chúng ta có thể dùng phần mềm nâng cấp được, hay chúng ta jailbreak thì những anh em hay vọc vạch những chiếc iPhone là chúng ta làm được, ở đây nó hỗ trợ lên đến 12.4.1. Jailbreak có nghĩa là như nào, là chúng ta có thể bẻ khóa iPhone, chúng ta can thiệp sâu vào trong hệ thống của máy, chúng ta làm những thứ gì chúng ta thích, tạo lên chiếc iPhone nó rất là dễ, nó rất là nhiều cái tiện ích. Ví dụ như là chúng ta có thể thêm cái phần mềm bật tắt 3G đối với những cái USB thấp, mà bây giờ USB cao nó có là thấp thì chúng ta thêm vào được này, hay chúng ta có thể thay đổi giao diện vuốt nó giật, hay là hình ảnh nó đẹp, hay là chúng ta có thể cài những ứng dụng mà mất tiền trên Apple Store mà trong những này chúng ta cài không mất tiền. Đấy là chúng ta có thể giao direct những cái việc này, giao direct thì Apple người ta mà phát hiện là người ta sẽ không bảo hành. Đấy, rất là nguy hiểm là như vậy. Đó, cái ứng dụng này rất là hay. Đó, tất cả các thứ anh em khai thác đây rất là tuyệt vời, chỉ có mỗi cái phần báo xác minh này là mình khuyên anh em không nên tin nhé. Cái phần mềm này nó không hề chính xác một tí nào cả. Rất là nhiều anh em tin và theo và xem và đã bị đánh mất những cái chiếc điện thoại thực ra rất là tốt, mà lại bị, hoặc là anh em có thể mua lại phải những chiếc điện thoại mà đã được thay màn giống chiếc iPhone X này của mình. Đó, anh em nhìn lại là nữa này. Mình sẽ cho anh em xem, các anh em lại không tin nhá, 9016 này. Đấy, mình sẽ cho anh em xem là phần cái chiếc điện thoại này của mình hoàn toàn thay màn, đã mất chu tông này, không còn chu tông nữa. Đó. Và anh em có thể nhìn email nhá. Email của mình đây là 1843. Ở trên này nó ghi, anh em có thể nhìn không? Đây này. Ở trong này nó chỉ có thông tin chi tiết thôi, mình sẽ thoát ra ngoài cho anh em xem nhá. Là 1843 nhá. Một anh em nhìn 1843 này. Đấy, xem báo cáo xác minh hoàn toàn bình thường, có nghĩa là nó báo máy chưa được thay màn hình. Đó, cái việc đấy là anh em không tin được, đúng không? Đó, đơn giản thôi. Ngày hôm nay mình giới thiệu cho anh em clip này. Anh em có thắc mắc gì về clip này hay là có câu hỏi nào mà cần hỏi thì anh em comment bên dưới, cứ gọi hoặc là gọi điện trực tiếp hay là chat với Facebook bên mình mở.vn ấy, là mình sẽ trả lời đầy đủ về cái này và hướng dẫn anh em cách dùng chi tiết hơn một lần nữa để cho anh em biết cách sử dụng, không phải ra quán, không phải mất tiền. Đấy, đơn giản như vậy thôi nhá. Cảm ơn xem clip nhá. Thấy hữu ích thì chia sẻ và like giúp mình, subscribe kênh YouTube của mình để ra những clip hỗ trợ anh em nhiều nhất có thể nhá. Chào tạm biệt anh em.